Hello, xin chào anh em. Thì hiện tại mình làm cái video này đang là 9 giờ 25 phút. Đấy, các trận đấu vẫn đang diễn ra. Nhưng mình sẽ ra làm video cho anh em thôi. Tại vì mình và các anh em trong nhóm của mình vừa húp được một cái xiên ba rồi anh em ạ. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Đấy, húp được một cái xiên ba rất là ngon rồi. Và cũng ăn được cái trận Man City này. Tài trận, xỉu trận và tài góc rồi, cũng như là góc cho Man City đấy, rất là ngon rồi. Nên là mình nghĩ là cái trận đấu này, cái ngày thi đấu hôm nay, mình nên dừng lại thôi. Đấy, nên dừng lại thôi. Chúng ta không nên tham làm gì cả, đầu tư lãi rồi dừng lại luôn. Đương nhiên là cũng còn rất nhiều anh em vẫn muốn chơi. Nhưng đấy là việc của anh em, mình có khuyên anh em là không nên chơi nữa, nhưng mà anh em vẫn chơi thì đấy là việc của anh em thôi. Tiền của anh em mình cũng không nói được. Thì đây, đây mình sẽ cho anh em xem cái mình vừa nói chuyện với một người anh, vẫn là người anh mình lên hôm trước đây anh em ạ. Không, anh em lại bảo mình đây, người anh Quốc Hoàng của mình. Thì đây, hôm nay anh cũng ăn khá là nhiều. Đấy, xả mất 2M về bờ. Một anh người anh chơi rất là đỉnh cao đấy anh em ạ. Thì anh có mời mình một ly cà phê. Anh ấy dương được một ít và anh bảo mỗi thằng 5 lít. Đấy, nhưng mình không lấy nha anh em nhé. Không, anh em lại bảo, có một số bình luận bảo là mình đi xin tiền. Xin tiếc thì mình không phải đâu nhá. Đấy, thì các trận đấu vẫn đang diễn ra thôi, nhưng mà ăn xiên rồi và ăn rồi thì mình thôi, mình ra mình làm clip cho anh em. Đấy, tiếp tục cái công cuộc tạo các mã kèo ngon ăn nhất cho anh em nhé. Thì trận đấu mình muốn làm cho anh em đó là trận đấu giữa Real Madrid và Girona anh em nhé. Trận đấu sẽ diễn của giải La Liga và diễn ra vào 22 giờ 15 phút ngày mai. Mình sẽ cho anh em xem qua cái kèo đấu ở trên trên trang thì cũng đã lên khá là đầy đủ các kèo đấu cho anh em rồi. Anh em có thể thấy Real Madrid chấp 2 và tài xỉu là 3.25. Với cái mức chấp cũng như là tài xỉu như thế này thì anh em nên đi vào cái mã kèo nào? Cũng chấp khá cao thì chúng ta cùng xem qua cái thành tích cũng như là cái bảng xếp hạng của hai đội, xem hai đội như thế nào. Mấy con hàng thiếu này thì cũng khá là ngon đấy anh em ạ. Điểm số rất cao thì hai bên đều mất nên là cũng bỏ qua đi, coi như là xem, tại vì cái trình độ của Real Madrid so với Girona nó là cái đẳng cấp rất là cao rồi, khác bọt rồi. Đấy, thì Real Madrid đang đứng ở vị trí đầu bảng với 31 điểm. Hiệu số bàn thắng của họ là 19. Đứng ngay sau họ thôi là Barcelona, tí nữa họ sẽ đá thôi. Đấy, và cái trận đấu của Barcelona thì mình nghĩ là Barcelona sẽ cũng sẽ giành chiến thắng thôi. Đấy, và hiệu số của Barcelona đang rất là tốt anh em nhé. Họ đang có là 24. Thì với cái hiệu số này, chỉ cần Real Madrid một lần sẩy chân thôi thì họ sẽ mất ngay vị trí đầu bảng vào tay của Barcelona anh em nhé. Cho nên cái trận đấu này khi được đá trên sân nhà và tiếp đón một con hàng đang ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Đang thủng lưới rất là nhiều anh em nhé. Đấy, hiệu số bàn thắng của họ cũng khá tốt đấy chứ. Con hàng này cũng khá là hay đấy. Họ ghi được 15 bàn sau 11 lượt trận. Đấy, và để thủng lưới 19 bàn. Công hay bao nhiêu thì thủ tệ bấy nhiêu. Đấy. Thì với cái kèo chấp cao như thế này, mình vẫn có một cái thiên hướng gì đó nghiêng về Real Madrid. Đấy,
Real Madrid tiệc đá trên sân nhà nó không sẽ không như trận MC hôm Ừ. nay anh em nhé. MC hôm nay thì đến làm khách. Đấy. Thì cái kèo Real Madrid chấp 2.0 này thì anh em cũng có thể suy nghĩ đến. Nhưng mà để an toàn hơn thì anh em có thể đánh 1.5 này. Nhưng 1.5 này thì đang ăn rất là thấp anh em nhé. Nếu mà để mà chấp 1.5 trái mà ăn có thế này thôi thì mình khuyên anh em nên đánh Real Madrid chấp 2. Đấy. Nên đánh Real Madrid chấp 2. Còn về cược chấp hiệp 1 thì anh em có thể thấy chấp 0.75 cũng là một cái anh em nên vào. Đấy. Đánh cho Real Madrid chấp 0.75 và ăn 0.88 anh em nhé. Tài xỉu hiệp 1 là 1.25. Nếu anh em đánh cái tài xỉu này, đánh tài thì anh em nên đánh cái kèo chấp 1 này anh em nhé. Thì nó sẽ hay hơn. Như vậy thì anh em sẽ ăn đồng. Đấy. Còn chúng ta còn các mã kèo khác nếu còn đánh rung nữa cơ mà, còn các rất là nhiều mã kèo khác nữa. Đấy, để cho anh em có thể làm sao mà bảo toàn được cái nguồn vốn của mình nên anh em cứ đánh như thế kia là hợp lý nhất. Đấy. Chấp 0.75 này. Ở hiệp 1 thì 1.25 và 1.5. Mình nghĩ là thôi, tốt nhất là anh em không nên đánh cái tài xỉu hiệp 1 này làm cái gì cả. Đấy. Cứ đánh Real Madrid chấp 0.75 là được rồi. Đấy. Còn về phạt góc thì Real Madrid được có chấp có 3.5 góc thôi. Khá là ngon. Cái trận MC hôm nay chấp 4 góc anh em ạ. Và con hàng MC gặp phải thì còn được đá trên sân nhà nữa. Thì Real Madrid với một cái lối đá như thế vậy của họ thì mình tin rằng với cái chấp 3.5 này thì họ hoàn toàn có thể đáp ứng được cái đấy. Nhưng nhá anh em nhá, mặc dù đánh cho Real Madrid với cái cược chấp cao này nhưng mình vẫn không tín cho anh em cái kèo tài xỉu toàn trận này đâu. Đấy. Anh em có thể đánh kèo hiệp 1 cho đây. Real Madrid này, kèo hiệp 1 đây, chấp 1.25. Đấy, anh em có thể đánh góc cho Real Madrid hiệp 1 và cả trận. Nhưng cái tài xỉu này thì anh em cứ bình tĩnh nhé. Rất là khó ăn đấy, chứ không phải đơn giản cái tài xỉu trong trận này, tài xỉu góc trận này đâu. Rất là khó đoán đấy. Thì anh em mình khuyên anh em không nên vào hai cái mã tài xỉu góc cả trận cũng như là hiệp 1 này. Còn về thẻ thì chắc là nó ở dưới này anh em ạ. Hiện tại vẫn chưa có kèo thẻ rồi. Chưa có kèo thẻ rồi anh em ạ. Chưa có kèo thẻ rồi. Đấy. Ngoài ra anh em cũng có thể đánh cái kèo châu Âu này này, mình thấy ăn cũng khá cao này. Hiện tại đang ăn khá cao này. 0.62 này. Đấy. Anh em đánh 1 triệu được 620.000. Nó khá là chắc chắn đấy. Tại vì chắc chắn là Real không thể thua rồi. Mình nghĩ là cái trận này nhà cái đang để hơi cao đấy. Thật sự là nếu mà để 0.62 thì đang hơi cao. Đấy. Thì anh em có thể vào ngay và vào trước cái mã kèo này đi cũng rất là hợp lý. Đấy. Ok, thì chắc là mình cũng xin kết thúc cái video này đây thôi. Tiếp tục ra xem các trận đấu lúc 9 giờ. Các trận đấu đang diễn ra. Ok, mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Để anh em cứ liên hệ với mình để mình có thể tư vấn cho anh em các mã kèo cũng như là chúng ta có thể trò chuyện với nhau. Về bất cứ thứ gì mà anh em cảm thấy là muốn chia sẻ với mình như ông anh Cúc Hoàng kia thôi anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.